Giả biệt trưởng Nguyễn Đình Tuấn, tên rừng ngựa siêng năng. Trưởng ngựa siêng năng Nguyễn Đình Tuấn sinh năm 1933 tại Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình và đã lìa rừng vào ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại San Jose, California, hưởng thọ 87 tuổi. Trưởng Tuấn tham gia hướng đạo từ tuổi sói con vào đầu thập niên 40 với Liên đoàn Lý Mỹ Phát Diệm, đạo Hoa Lư, Châu Sơn Nam, chuyển lên sinh hoạt thiếu và tráng sinh ở Hà Nội. Di cư vào Nam lập nghiệp đầu năm 1954. Đến năm 1957, trưởng Tuấn đã giúp thành lập Liên đoàn Trần Lục, rồi Thiếu đoàn Lý Mỹ thuộc đạo Xuân Hòa tại Phú Nhuận, Gia Định. Đặc biệt năm 1972, trưởng Tuấn đã thành lập tráng đoàn Sơn Trúc dành cho các tráng huynh, nay gọi là trưởng niên, thuộc đạo Xuân Hòa. Định cư tại Mỹ vào năm 1975 và ngay năm 1977, trưởng Tuấn thành lập thiếu đoàn hướng đạo người Việt đầu tiên tại San Jose và trở lại sinh hoạt hướng đạo từ năm 1983 đến nay. Các chức vụ hướng đạo tại Hoa Kỳ: cựu thành viên Hội đồng Quản trị Châu Bắc California, Hội nữ hướng đạo Hoa Kỳ, thành viên vận động tổ chức trại hợp bạn Thẳng Tiến 3, trưởng làng, kiêm thứ chỉ làng Bách Hợp Bắc California, văn phòng trưởng hướng đạo trưởng niên, phụ trách báo liên lạc và nguyên là tiên chỉ làng Bách Hợp vùng Vịnh, kiêm cố vấn văn phòng hướng đạo trưởng niên. Với bề dày sinh hoạt hướng đạo và những đóng góp cho phong trào ghi trên, trưởng Nguyễn Đình Tuấn đã được Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam trao tặng Huy chương Bách Hợp và Huy chương Bắc Đẩu. Trưởng ngựa siêng năng ra đi nhẹ nhàng và bình an, nhưng quá đột ngột nên nhiều kế hoạch và chương trình cần thực hiện đã bỏ dở dang mà không ai có thể thay thế để thực hiện. Toàn thể anh chị em hướng đạo Việt Nam, nhất là ngành trưởng niên, chúng ta vô cùng thương tiếc và sẽ hụt hẫng về sự thiếu vắng của người lãnh đạo hướng đạo gương mẫu, đáng kính và trụ cột, luôn nêu cao tinh thần hướng đạo. Chúng tôi xin đại diện toàn thể hướng đạo Việt Nam hải ngoại, xin thành kính phân ưu cùng tăng quyến và cùng xin góp lời cầu nguyện cho linh hồn John Vianney sớm hưởng nhan thánh Chúa. Mây gió mây tan hợp và mang phận tạo vật, kẻ trước người sau, chúng ta sẽ cùng đến nơi nguồn thật, gặp đấng tạo hóa dựng lên trời đất và muôn loại. Kính vĩnh biệt trưởng John Vianney Nguyễn Đình Tuấn. Thành kính phân ưu.